Đại Đức Tự Đức ạ. Nam Mô Bích Thà dạ. Nam Mô Bích Thà dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng với Tông Đức Tăng đang diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Con ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 145. Udakan hina yantinetika usuka mayantite chanang darung namayang titak chaka atanang namayang tisupata. Người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công vại uống ngay chẳng phiền, gỗ vên thợ mộc đẻo liền, khiến ta thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ. Udakan hinayan tinetika Usukara namayan tite chanang Darung namayan titak chaka Atanang namayan tisupata. Udakan hinayan tinetika Usukara namayan tite chanang Darung namayan titak chaka Atanang namayan tisupata. Udakan hinayan tinetika Usukara namayan tite chanang Darung namayan titak chaka Atanang namayan tisupata. Dạ con xin hát ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị nhìn cho biết tín hiệu nghe rõ. Thì con xin kính đọc câu Pháp Cú số 145. Uda cành hi na dằn ti na ti ca Usukara namayang ti te cha nang Darum namayang ti tak cha ka Attanang namayang ti subbata Udakan hina yang ti natika Usukara namayang ti te cha nang Darum namayang ti tak cha ka Attanang namayang ti subbata Adakan hina yang ti netika Usukara namayang ti te chanang Darum namayang ti tak chaka Attanang namayang ti subbata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống dáng, bậc tự điều điều thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uda can hi na yang ti na ti ka Usukara namayang ti te cha nang Darum namayang ti tak cha ka Attanang namayang ti subbata. Đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công dậy uống ngay chẳng phiền, gỗ dên thợ mộc đẻo liền, khiến ta thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ dạ hôm qua dạ, cảm quá nhờ chị Nhật Huỳnh giúp giùm, hôm nay cũng ráng vô lại để đọc Pháp Cú và số 145. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo và Nam Mô Bích Tha Giá và Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Miến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu Pháp Cú số 145.
Uda can hina yan tineti. Uda can hina tineti ka usu kara nama yan tite yan nang da num nama yan ti tat cha ka ata nang nama yan ti supata. Uda hina yang ti netika usukara nama yang tite yang nang danum namang yang ti atat tacaka atat nang nama yang ti supata. Người trị thủy dẫn nước cả làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván bật tự điều thân. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công vại uống ngay chẳng phiền, gỗ ven mộc thợ mộc đẽo điền, khiến tà thành chánh, tí hiền nhiếp tâm. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và sáng nay bị không có thể nào kể được, xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú lành thầy, kính cảm ơn chị Lạc Lê. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Pháp Cú số 145. Ú đá căn hí ná dàn tí nét tí ca tú ca ra ná má dàn tí tê chá năng đa rum ná má danh tí chá ca áp ta năng đá má danh tí súp bá ta ú đá cách hí ná danh tí nét tí ca ú xú ca ra ná má danh tí tê chá năng đa rum ná má danh tí tát chá ca áp tà năng đá má dành tí xúc phá tà. Người trị thủy dẫn nước kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván bật tự điều thân. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công bị uống ngay chẳng phiền, gỗ quên thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong, và mình mời bạn thầy của Quỳnh Quá Tha Ná nha. Xích Nhật Quỳnh nha, kính mời Quỳnh. Và mời Tina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 145. Buddha khan hina yanti netika usukara nama yanti te chanan darun nama yanti tachaka anta nang dama yanti supata. Uda khan hina yan ti nen ti ka usuka ra nama yan ti te cha nang darun nama yan ti tat cha ka anta nang dama yan ti supata. Người trị thủy dẫn nước kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván bậc tự điều thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Udakane nayanti nintika usukara namayanti tejanang darung namayanti tanjaka antanang damayanti sumpata Udakane nayanti nintika usukara namayanti tejanang darung namayanti tanjaka tanang damayanti sumpata. Đào mương dẫn nước khéo thai mũi tên công 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 vậy uống ngay chẳng phiền ngủ quên thợ mộc đẹo liền khiến ta thành chánh trị hiền nhiếp tâm của hòa thượng giới thức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sathu sathu lang thai tina. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 145. Udakanhi nayanti netika usukara namayanti te chanang darun namayanti takchaka attanang namayanti subhata ukahan udakanhi nayanti netika usukara namayanti te chanang darun namayanti takchaka attanang damayanti subhata udakanhi nayanti netika usukara namayanti te chanang darun namayanti takchaka attanang damayanti subhata. Người chỉ thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thờ mộc uốn ván, bậc tự điều điều thân, bản dịch của Ngài Minh. Đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên cong vẩy uốn ngay chẳng phiền. Gỗ vênh thờ mộc đẽo liền, khiến tà thần chánh, trí hiền nhiếp tâm. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức, Dạ Nam Mô Phật Tha Dạ. Con xin được xuống đất. Mến mời Quang Thanh. Quang Thanh vừa vào room nha. Mời Quang Thanh kể bài kinh pháp cú số 145 nhé. Vừa vào đã bị lên rồi. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào. Con xin đọc bài câu pháp cú 145. Cảm ơn chú Vatthana đã bắt bài. Udakanhina randinetika usukara namarantite chanang darung namarantitek chaka attanang damarantusubhata udakanhina rantinetika usukara namarantite chanang darung namaranti tacchaka attanang damaranti subhata. Người chỉ dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều điều thân. Đấy là dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Udakanhi naranti netika urukara namaranti techanang darung namaranti techaka antanang dana
sukaram namaranti te chanang darung namaranti tanchaka atanang dama ranti sumbata. Đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên cong vậy uốn ngay chẳng phiền. Gỗ vênh thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh trí hiền nhiết tâm. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong, con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và chú Quát Thanh Á. Dạ, xa thú kính cảm ơn Văn Thanh. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tân Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh đang kiểm tra coi sao không thấy quý sư online. Răng Đông có thấy không Răng Đông? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 145. Dạ, mình đang kiểm tra. Dạ, thấy còn có mấy phút à. Dạ, dạ con xin được ôn bài ạ. Uda can he na yan ti na ti ka usuka ra ma yan nama yan ti te cha nang da rum ma nam yan ti ta cha ka ata nang nama yan ti sup ba ta Uda can hina yan tinatika usukara mana yan tite chanang da rum mana yan tita chaka atanang dama yan tisubata. Uda can hina yan tinatika usukara mana yan tite chanang da rum nama yan tita chaka atanang. Tà năng đã ma danh ti sấp bát ta. Người trị sĩ dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván bậc tự điều điều thân. Và đây là bản phiên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ồ đa can hi na danh ti na ti ca ô su ca ra ma danh ti tê cha năng đà rụm nam danh tì tạnh cha ca a ta năng đà ma danh tì sụp ba ta ô đà canh hê na danh tì na tì ca ô sô ca ra ma na danh tì tê cha năng đà rum ma na yan ti tát cha ca a ta năng đà ma yan ti sấp ba ta. Đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên trong vải uống ngay chẳng phiền. Gỗ bên thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và kính chào người phương Nam và Sati Amata Hoa Sen vừa vào đạo tràng. Nam Mô Tha Giá. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ. Dạ. Đặng Đông ơi, Đặng Đông cầm mic giùm Nhật Quỳnh chút xíu. Nhật Quỳnh điện thoại với quý sư. Cảm ơn Văn Thanh và Nhật Quỳnh cũng xin chúc mừng Xích Thâm Phương. Ngày hôm qua nghe Xích Thâm Phương gọi điện kêu Nhật Quỳnh tụng kinh, giọng rất là mệt mà bây giờ đã vào cải kinh là đọc kinh được là tốt lắm rồi. Dạ chúc mừng, chúc Thâm Phương sớm bình phục nha. Dạ mời Đặng Đông. Pháp Cú câu 142. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục
sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh. Vị ấy là Phạm Chí hay Sa Môn Khất Sĩ. Hirinisedho puriso kochi lokasmi vijjati yo nindang appabodhati asso bhadro kasamiva. Pháp Cú câu 143. Thật khó tìm ở đời người biết hẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Asso yatha bhadro kasani vittho atapino samvegino bhavath saddhaya silena cha viriyena cha samadhina dhamma vinichchayena cha sampanna vidyacharana patissata pahasata dukkhamidam anappakam. Pháp Cú câu 144. Nhưng ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, giới tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Udakam hi nayanti nittika usukara namayanti tejanam darum namayanti tachaka attanandamayanti subbata. Pháp Cú câu 145. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gián, bậc tự điều điều thân. Jaravaggo konu haso kimanando nichyam pajjalite sati andhakarena onaddha padipam nagavesath. 11 La Mã. Phẩm già. Pháp Cú câu 146. Cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Passacittakatam bimbam arukayam samusthitam aturam bahusankappam yassa natthi dhuvanthiti. Pháp Cú câu 147. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Parijinnamidam rupam roga nidham pabhanguram. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thành kính lĩnh lễ thượng tọa Tề Quyền Chư Quang Lâm Giao Đạo Tràng. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài Pháp Cú kinh số 145. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sức Trạng Đông, Sức Quang Thanh, Minh Quát Thanh Á, Thi Na, Sức Tâm Phương, Sức Cẩm Vân đã hoan hỷ ông bài cao khúc Cú kinh số 145. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thịnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm thiên vận ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhâm phường lập giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều sẵn như, được nếm hương vị tu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà dạp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 146. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thôi thì chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Tự Đức cùng Chư Tăng. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, xin bắt đầu vào cái thời giảng cũng như là nghĩa của câu pháp cú số 146. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Sumpatipanno Phakkawato Savakasangko Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cố ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Yêu quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bích Ha Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 146. Cái phẩm, cái câu này nó thuộc về cái phẩm Cha Ra Quật Gá, tức là phẩm già. Câu đầu tiên của phẩm già. Cô Nú Ha Sô Ký Ma Nan Đô Nít Chăng Bách Chá Lý Tê Sách Tí Anh Thá Ca Rê Na Ô Nát Tha Ba Đi Bằng Naga Quê Sạch Thá. Naga Quê Sạch Thá. Vui cười. Gì đây? Có vui được sao? Trong khi thường xuyên bị đốt cháy, bị bao trùm bởi bóng tối, sao có người không tìm kiếm ngọn đèn? Mà nhà thơ Tâm Cao phổ thơ rất là hay. Vui cười thích thú lẽ nào, khi đời đã bị phủ bao lửa hồng trong đêm tối, có hay không sao không tìm ánh lửa ánh sáng hồng thoát ly. Đó là cái phổ thơ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái thích nghĩa. Cô Nú Ha Sô Ký Ma Nan Đô là một hộp từ cô là một đại từ nghi vấn. Cô hay là kinh nam tí nam tính chủ cách ai ở đây, tức là ai hay là cái gì đó. Nú là bất, một bất biến từ, có nghĩa là rồi thì hay là bây giờ. Cái chữ ha sô là một bất biến từ. Xin lỗi, ha sô là một danh từ. Một danh từ nam tính chỉ chủ cách nói lên cái nụ cười hay là cái tiếng cười. Kinh nó cũng giống như chữ trên. Một danh từ nam tính. Giờ này nó không còn ý nghĩa của cũng là đại từ, nó chỉ nó đại từ nghi vấn, có nghĩa là cái gì. Ananda, Ananda là một danh từ nam tính chỉ đến một cái niềm vui và sự hân hoan. Rồi chúng ta tiếp tới một câu nữa, câu thứ hai. Nít chăng Pachalite Sati. Trong khi thường xuyên bị lửa đốt,
lửa đốt cháy. Bacchalite là từ tiếp đầu ngữ bá cộng với cái căn căn chan cộng ít ít tí. Đây là một quá khứ phân từ mà chia theo định sở cách. Trong khi đã bị đốt cháy, trong khi đã bị đốt cháy, cái tiếp đầu ngữ bá chỉ cho sự nhấn mạnh và căn căn chan. Căn chan đó chính là nói lên cái sự đốt cháy. Tí là căn as của hiện tại phân từ, nó chia theo định sở cách, tức là trong khi hiện hữu hay là có, mà chúng ta nói sẽ tí tức là nói chánh niệm đó, nó ý chỉ cho một cái hiện tại đó, đó, trong khi hiện hữu hay là có hiện hữu đó. Chúng ta tiếp theo một từ nữa, đó chính là antakare. Antakarena onotha, 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 ba đi bằng nagawe satha, bị bao trùm bởi bóng tối, sao không tìm kiếm một ngọn đèn. Cái chữ antakarena là từ cái chữ anh thá cộng ca rác. Nếu như chúng ta học được tiếng Bali thì chúng ta thấy cái chữ anh thá nó có nghĩa là một cái tỉnh từ. Anh thá là một tỉnh từ. Ở đây chỉ cho cái sự mờ mịt. Mà anh thá ca rê ná tức là nó cộng thêm cái hợp từ cá hay ca rá tí đó, hay là cộng động từ ca. Mà nó là chính là một cái căn ca. Thì ca rá ở đây chia theo nó một danh động từ. Như là một danh động từ. Có nghĩa rằng việc làm hay một người đã làm hay một người làm. Karena, bởi một người làm, do một người làm. Onatha, tự cho Onatha, nó một quá khứ phân từ, nam tính. Ở đây, nói đến nghĩa là bị bao trùm, hay là bị phủ, hay là bị bao trùm, bị che đậy lại. Đi bằng từ cái chữ ba đi bá, nó là một danh từ nam tính. Ba đi bá có nghĩa là ngọn đèn. Nếu như chúng ta học cái chữ đi bá, ngọn đèn hay là hải đảo ở trong tiếng Bali. Và cái chữ cuối cùng, cái chữ động từ cuối cùng là ga quê sạch thác. Từ cái căn is cộng với tha động từ và hiện tại phân từ. Có nghĩa là sao các ngươi không đang tìm kiếm, hay các ngươi không tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm cái sự thoát ly của mình. Hay tìm kiếm một cái ngọn đèn để thoát đi. Và Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch rằng cười gì hơn ngoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Và phổ thơ Hòa Thượng nhất, sao còn thích thú vui cười, đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu, bao trùm tâm tối muôn chiều, khi tìm ánh sáng, tiêu diêu mà về. Đó chính là Hòa Thượng với Đức phổ thơ. Kính thưa quý vị, đây chính là cái phần thích nghĩa đã xong. Bây giờ vào một cái tích truyện thì chúng ta nghe một tích truyện này. Tại sao có một cái
cái dương sự, tại sao có một câu kể nó như thế? Khi Đức Phật Ngài ở tại kỳ viên Tịnh Xá, đề cập đến những người bạn của bà Thiện Chi gọi là Quý Sa Kha, thì tương truyền rằng có 500 thanh niên con của nhà lễ giáo, mọi người tự giao cho vợ mình đến nhà thờ của bà, của cái bà Thiện Chi này, của bà Quý Sa Kha này, Thiện Chi này, để bảo hộ và mong rằng các cô làm như thế mà trở nên con người nết hạnh và không có dễ vui. Nếu các cô đi công viên hay hoặc đi chùa thì cũng phải đi cùng với bà, chứ không đi một mình được. Thì một thời gian nọ, các cô rủ bài tiệc rượu suốt 7 ngày. Giữa cái cuộc lễ tưng bừng huyên náo thì mỗi cô tự chiêu đãi lấy cái hầm rượu của chồng mình đó, cùng các thanh niên vui chơi cái lễ hội suốt 7 ngày. Thì đến ngày thứ 8 họ phải xuất hành, họ đi về, người phải làm việc này, người làm việc kia, tức là hết cái vui rồi đi về. Thì trước mặt chồng á, họ cũng được uống rượu. Và bởi vì họ được chơi suốt 7 ngày đêm đó, được tự do đó, đó như cái lễ, còn một số rượu nó dư, thì có một số người mới uống lén và cho và không cho các ông chồng biết. Và những người này mới đi đến yêu cầu cái bà Thiện Chi này, bà Quý Sa Kha này. Và thế là bà mới nói với bà rằng: thưa bà, chúng con muốn đi ngoại cảnh, muốn đi ra ngoại công viên cho nó thoải mái. Được, các cô hãy lo sắp xếp mọi việc rồi khởi hành đi. Thì nghe vậy và cô thì các cô cùng cái đoàn đi, lén người chồng mình mang rượu đến công viên và uống cho đến say rồi đi lang thang. Thì nói về cái nàng Quý Sa Kha này, Thiện Chi này nghĩ các cô này đã làm cái điều mà không có, có xứng đáng. Rồi đây, các hàng phụ nữ sẽ bị chê trách. Bây giờ các nữ thanh văn, đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm đã uống rượu và đi lang thang. Thì nghi như vậy, kêu các cô lại mà bảo: này các cô làm thật, là một việc làm thật không thích đáng. Chính các ngươi đã bị lây cái mang tiếng xấu lây, chồng các cô sẽ nổi giận. Bây giờ các cô liệu tính sao? Thì những người đó mới thưa, nói: thưa bà, các con sẽ giả đò làm như mình có bệnh vậy. Nếu như vậy, các ngươi ý thức rõ cái nghiệp, từ cái nghiệp tự các cô đã làm. Rồi các cô đó về nhà tự mà giả bệnh. Các ông chồng thấy vắng vợ, mới hỏi thăm người khác, thì nghe nói vợ mình bệnh. Rồi suy nghĩ, rồi liền nghi, chắc chắn các cô này đã uống rượu, đã lén uống rượu dư rồi. Thì sau khi tra khẩu vợ thì các thanh niên mới cảm thấy buồn khổ vì mình đã bất hạnh có những con người vợ như thế. Thế nhưng một thời gian các cô lại tổ chức tiệc tùng như trước, lại để lại cái sự thèm rượu, họ rủ nhau đến yêu cầu cái bà Quý Sa Kha này cứ đi với cùng họ. Thưa bà, xin bà dắt chúng con tiếp tục đi vui chơi nữa. Thì bà Quý Sa Kha này từ chối nói: lần trước các cô làm ta mang tiếng xấu lây, thôi các cô hãy đi, ta không dắt các cô đi. Thì các phụ nữ mới nghĩ: bây giờ chúng con không có làm gì nữa. Và họ đeo và họ năn nỉ bà Quý Sa Kha này: thưa bà, chúng con có ý muốn cúng dường đến Đức Phật, xin bà quan hỷ dắt chúng con đến chùa. Thì bây giờ các cô xếp thật và chuẩn bị đi. Thì các phụ nữ này mang theo lễ vật là hương hoa đựng trong cái tráp, đựng trong cái khay
và cũng có đem rượu theo. Bên ngoài thì mặc y, nó che khuất, bên trong thì các bà đi cùng vào chùa, thì ngồi yên một chỗ, rồi mới lấy rượu, mà rồi mới lấy, coi như là lấy rượu ra uống. Uống xong rồi ném bỏ những cái, như cái nhạo, gọi là cái ly, ở vào cái giảng đường. Rồi ngay khi Đức Phật ngồi ngay giữa Đức Phật và Thiện Chỉ, mở lời bạch Thế Tôn, xin Ngài Quảng Hỷ thuyết pháp cho các cô này nghe. Các phụ tử này, các phụ nữ này phút chốc đã đắm say, thân hình lắc lư, họ muốn ca múa nhảy hát. Thì nhân đó thì Ma Vương mới nghĩ rằng bây giờ nữ này để diễu trò lố lăng trước mặt Sa Môn Cồ Đàm. Nghĩ rồi á, rồi các cái vị ma vương thiên ma đó mới nhập vào các phụ nữ này. Một số cô đứng ngay trước mặt Đức Phật vẫy tay rồi cười, rồi một số thì nhảy múa như khiêu vũ và không có đúng đắn. Thì Đức Phật mới tự hỏi cái gì đây. Khi Ngài quan sát biết cái lý do, Ngài tự nói bây giờ ta sẽ không để cho thiên ma vương được phép xuống đây làm những cái trò lố lăng, làm những cái trò không có đúng đắn như vậy. Và quả thật Ngài suy xét suốt nhiều cái thời gian, suốt qua cái thời gian Ngài hành ba la mật, thì chư thiên ma chưa hề có dịp làm như vậy thế, làm như đã làm như thế rồi. Trong cái lúc mà Ngài tu hành đó, thì trước khi mà chứng đắc thánh quả thì đã đi bị quậy như vậy rồi. Thì Đức Bổn Sư từ Ngài nghĩ như vậy, bắt đầu Ngài phóng cái hào quang từ cái chân mày cho tới cả cả toàn thân Ngài sáng rực. Chư thiên kinh cảm ngay lúc đó, trời đất bỗng trở nên tối đen như mực. Thì các phụ nữ mới hoảng hốt, đâm ra sợ chết. Do đó những cái rượu gì mà uống vào cũng được tiêu tan. Bậc đạo sư biến mất từ trên bảo tọa, hiện ra đứng trên cạnh đỉnh núi Tư Di, phóng một hào quang từ chùm lông mày xuống đến chân mày. Ngay lúc đó trời đất sáng rực, dường như là hàng ngàn mặt trăng chiếu rồi. Bây giờ bà đạo sư mới nói với những người phụ nữ ấy rằng, các cô khi đến với ta đã đến với tâm dễ vui. Đúng ra các cô không nên dễ vui như vậy. Vì một khi các thiên ma có dịp nhập vào xác các cô rồi, họ sẽ khiến các cô cười ở chỗ không đáng cười, vỗ tay ở chỗ không đáng vỗ tay, vân vân. Giờ đây các cô phải ráng tỉnh, phải ráng tinh tấn và dập tắt các ngọn lửa, nhất là ngọn lửa tham. Rồi Đức Bổn Sư ngâm lên cái câu kệ rằng, làm sao vui cười có gì thích thú khi ở trong cái đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong cái trạng thái tối tăm hiu hắt bưng bít, sao không có người tìm ánh sáng cho mình? Thì kính thưa quý vị, khi Đức Phật Ngài thuyết, trên thế gian chúng sinh nó có thứ lửa, mà thứ lửa chính là cái lửa tham ái. Thì cuối cái thời pháp, 500 phụ nữ chứng quả dự lưu, khi biết phụ nữ ấy an trú niềm tin bất động, thì Đức Phật Ngài từ đỉnh núi biến mất và liền Ngài ngự về cái bảo tọa của mình. Ngay khi ấy thì bà Thiện Chi thưa rằng, bạch Thế Tôn, chất rượu quả thật ác hại, nó đã khiến phụ nữ đang ngồi đây ngay trước mặt của một vị Phật Như Lai mà không thể kiềm giữ được quay nghi tế hạnh, đã phải đứng dậy vỗ tay cười cợt nhảy múa lố lăng như thế. Đức Phật xác nhận, phải đó, này quý sắc kha, các chất sai có tên là rượu đó đều là ác hại như thế, vì chúng mà nhiều người phải sa đọa đời sống bất hạnh hàng trăm ngàn kiếp. Nghe đến đây thì bà quý sắc kha mới hỏi Đức Phật, bạch Ngài, những người ấy thọ sanh vào thời nào? Nghe hỏi Đức Phật đem câu chuyện quá khứ kể lại và nói đến cái hại của sự uống rượu, mà như ở trong cái bổn sanh bình nước mà cung phá đó. Nếu chúng ta đi tìm cái chữ nước bình nước cung phá, chúng ta sẽ biết câu chuyện đó. Thì kính thưa quý vị,
qua cái câu chuyện này nói lên một sự nguy hiểm của cái uống rượu. Và khi tâm tư của những người uống rượu này, họ đã uống vô rồi, rượu vào rồi, thì lời ra không còn bình tĩnh. Và Đức Phật Ngài biết khi không còn bình tĩnh như vậy thì ma vương nó mượn cái cớ đó, nó nhập vào những người phụ nữ này để mà phân tán tâm, để cho họ có cái những cái nhảy múa diễu cợt, hay hoặc là làm những hành động lố lăng. Phật như vậy, và thế là Ngài dùng cái pháp ba la mật, mà cũng như thời xưa ma vương đã từng làm trước mặt Ngài. Vui cười gì, thích thú gì, ở đây có nghĩa rằng nói lên cái sự tham ái gì ở trong cuộc đời này, đối với cái gì, đối với cái sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Khi cuộc đời nó bị cái gì, bị ánh lửa nó bao trùm, bị sự thiêu đốt của lòng tham ái, của lòng sân hận, của cái lòng bức bách, của cái lòng khó chịu, của cái lòng khổ đau ở trong tâm, nó thiêu đốt, nó đốt cháy. Và cũng như là cái tâm si mê mờ ám, làm cho chúng ta rất là nhiều cái điều đau khổ. Và có thể nói rằng không phải ngày hôm nay mới nói lên cái sự tác hại của rượu, mà ngày từ ngàn xưa chính Đức Phật Ngài nói rằng cái giới sura me raya machapamadathana, tức cái giới uống rượu hay là uống các cái chất sai, làm cho tâm của chúng ta mê mờ. Khi làm cho tâm của chúng ta mê mờ, chúng ta không tìm được cái ánh sáng. Khi chúng ta không tìm được cái ánh sáng để thoát ly cái sự đau khổ, hay là không tìm được những cái việc lành, những cái điều thiện để chúng ta tiếp tục, để chúng ta sống vân vân, thì nói chung ở đây một con người khi hiểu biết rằng cái rượu nó nguy hiểm, cái rượu nó ghê gớm, cho nên người ta mới không dám uống cái rượu. Tại sao mà trong năm giới, ở trong đó coi như là cái giới uống rượu nó rất là ghê. Và ngay cả luôn chúng ta biết cái giới uống rượu đó, quý vị biết tại sao mà thân thì không sát sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối, nó hơi lửa, nó đâm thọc, nó độc ác, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Dạ, con cũng thỉnh sư cầm mít trở lại bà sư. Dạ, con kính chân mít đến sư. Dạ, cảm ơn rằng đông. Dạ, chúng tôi quay lại. Dạ, quý vị nghe rõ. Thì hồi nãy chúng tôi nói tại sao mà quý vị biết là trong thập ác á, cái giới uống rượu nó không nằm ở trong cái ác nào hết, có phải như vậy không? Đúng không? Thân ba, khổ bốn, ý ba. Thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu không nói dối, nó hơi lửa, nó động thọc, nó độc ác. Ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Tại sao vậy? Kính thưa quý vị, bởi vì uống rượu đó, khi chúng ta uống rượu vô, sau khi uống rượu rồi mà chúng ta say thì chúng ta mới bị cái si mê nó mờ ám. Ở đây cho nên không có, nếu như nói cái rượu, cái hành động uống rượu, cái này nó còn nhiều thứ. Hay là các cái chất sai, thì người ta làm sai đi, chứ nói sự thật ra,
rượu nó là một cái chất rượu để nó say, mà con người đó khi mà uống vào, bởi vì Đức Phật ngày dạy cấm uống rượu đó, bởi vì sao? Để cho tâm tư mình nó tỉnh thức, cái tâm tư mình nó không có tán loạn, mà uống rượu vào cái tâm tán loạn. Rồi sau khi tán loạn đó, nó mới cái sự nguy hiểm của chính nó, chứ nó chưa có thể hiện một cái ác của cái rượu. Uống rượu vô cái ác liền, chưa? Uống thì nó chưa có ác, nó chưa có cái gì gọi là tâm khởi hết. Nhưng khi uống vào rồi thì cái tâm nó mê mờ. Còn ở đây cái thân khẩu và ý nó được một cái sự trù bị, cái sự tính toán, cái sự sắp xếp. Đó đó. Sau cái nguyên nhân uống rượu đó nó mới hiện khởi lên cái sự nguy hiểm. Như là những người, cái phụ nữ này uống quá nhiều rượu cho đến nỗi mà không có bình tĩnh được. Đã uống chưa đủ rồi còn dư rượu uống cho đã rồi lén chồng mình uống vân vân. Những cái hành động như vậy thì kính thưa quý vị, ở đây muốn nói có một hồi xưa nó có một cái những cái tục lệ nó lạ lắm. Mà những cái cũng như là cái điều đó hồi xưa nó sống một cách sống nó cũng khác như hơn cái thời nay. Cho nên nó có những cái tình huống, có những cái điều mà chúng ta không thể phải nói đứng ở trên một cái nhìn của ngay cái lúc này mà chúng ta phán về cho cái chuyện của thời xưa, cũng như là chuyện của ngày hôm nay. Thí dụ bây giờ hồi xưa ta lấy được nhiều vợ như ngày nay, có người chồng vợ chỉ là có một vân vân. Rồi chẳng hạn như ngày xưa người ta có chế độ mẫu hệ, hay tại xưa người ta có chế độ phong kiến, nhưng bây giờ không được. Đó, chẳng hạn như vậy đó. Có như mà vua, tức là thay mặt cho tất cả, hay là mạng trời xuống, vân vân. Thì nó có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta cũng không có thể áp đặt, ngay bây giờ không thể áp đặt được. Thì cũng vậy, những cái lễ nghi, những cái tập tục mà của truyền thống cổ xưa nó rất là nhiều. Thì cũng vậy, họ có những cái tập tục, có những cái điều họ có thể uống. Và những người mà phụ nữ này, họ có thể uống 7 ngày đêm, hay là họ bày những cái tiệc tùng ra để tránh chồng, lén chồng. Thì cái ngày hôm nay cũng vậy, nó cũng có nó có những cái sự kiện đó, nó trùng lập giống nhau, tức là người ta có cái hội riêng của người ta, tức là hội phụ nữ. Rồi người ta để sử dụng bên cái việc này, sử dụng là cái việc nọ, tiệc tùng này, hoặc làm cái việc kia, để hội họp. Để hội họp đó là họ làm cái bình quyền cho cái nam nữ bình quyền, hay là họ đòi hỏi cái quyền lợi một cách ổn định, một cách chính xác, và họ có được những cái quyền nó bình đẳng, vân vân. Nó nhiều thứ lắm. Ngày hôm nay nó rất là nhiều. Thì cũng vậy. Thì lúc đó đó, thì không có chồng con gì ở đó đó, thì họ cũng có thể vui đùa, họ có thể làm những cái chuyện họ thích, họ muốn. Nhưng làm sao mà pháp luật cho phép. Thì kính thưa quý vị, những con người, những người nào làm mà hiểu biết được, đón được, kiểm soát được, giải quyết được cái gì? Những cái chuyện của gia đình cho nó ổn định, cho nó tốt đẹp thì không nói. Còn có những con người uống mà xỉn sai, uống mà không có bình tĩnh thì nó rất là ghê gớm, nó rất là nguy hiểm. Ở trong tích truyện này nói rằng đó là chính ma vương thấy được những người nữ này sai, và thế là họ lợi dụng, ma vương lợi dụng cái đó để mà giễu cợt, để mà tiểu lã trước mặt Đức Phật, nhằm thả cái sự tôn quý của ngài. Như Đức Phật ngài biết và ngài biết được ý định của ác ma, và ngài dùng cái pháp độ ba la mật của chính ngài để cảm thắng, để thu phục ác ma. Quý vị biết lúc mà trong cái thời gian mà Thế tử Siddhartha trốn khỏi thành đi xuất gia đó, lúc đó ma vương chạy theo bên tai ngài văng vẳng: Thế tử Siddhartha, ngươi ở lại đi, đừng có đi, chắc chắn rằng ngươi sẽ làm bá chủ thiên hạ, ngươi sẽ làm minh chủ võ lâm, bá chủ thiên hạ ở trong cổ Diêm Phù này, ngươi ở lại đi, đừng có đi. Thì Đức Phật nghe những cái lời nói của ma vương như vậy, kinh hãi, đi càng nhanh, đi càng xa nữa.
Và cũng như là trước khi mà thời gian mà thành đạo thì Ma Vương bắt đầu kéo đến đòi cái bồ đoàn, rồi cũng là có ba con Ma Vương, con của Ma Vương đó, con gái của Ma Vương đến để chiêu dụ Sĩ Đạt Ta phải bỏ cái đời sống xuất gia, bỏ cái đời sống tu tập của chính mình. Và thế là Đức Phật Ngài hàng phục ma. Này Ma Vương, Như Lai ngồi tại đây, trên bảo tọa này, là bốn A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, ba năm mật độ của Như Lai tác tạo. Chứ không phải là Như Lai được tự động mà ngồi, mà Như Lai có cái sự giác ngộ thành Phật. Thì lúc đó Ma Vương đến đòi, thì có lúc Ngài chưa thành Phật, đến để quậy phá Ngài. Ngài chưa thành Phật, và đến khi mà Ngài đã thành Phật rồi, thì Ngài khẳng định cho Ma Vương không thể nào có thể chiếm lấy được cái ngôi bảo tọa này của chính Ngài. Đó chính là phước báo ba la mật của chính Ngài. Ma Vương cho quậy cho nước, coi như là nước tràn, nước coi như là bão táp như thế đó, thì cái bộ đoàn Ngài nó dâng lên. Thì ở đây muốn nói rằng, trong cuộc sống, trong cái đời sống tu tập, những gì mà chúng ta đã thấy trong những hiện kiếp này mà người ta khủng khiếp đã xảy ra thì cũng không phải là cái chuyện lạ. Mà nhất là ở trong đây, Đức Phật Ngài xác định rõ cái chuyện mà uống rượu như vậy nó rất là nguy hiểm. Say sưa quá, chẳng như họ không có nghe thính pháp được, họ không có bình tĩnh được, bởi chính vì cái rượu nó vào, thì họ làm những cái chuyện mà không có kiểm soát được. Đây là một sự nguy hiểm, và biết đó chính là mà đã dễ bị cái sự phối hợp của Ma Vương nữa. Sự thật ra mà nói, uống quá nhiều thì chắc chắn rằng, hoặc người ta nói rằng rượu vào thì lời ra. Đầu tiên thì ngồi xuống uống rượu thì không có chuyện gì, nghĩ là vui chơi, nhưng quả thật không biết bao nhiêu người phải chia lìa, phải giận hờn nhau qua cái chuyện uống rượu. Cũng không biết bao nhiêu người phải chết, không biết bao nhiêu người phải chia lìa, phải thất bại vì cái rượu. Và cũng nếu như chúng ta may mắn mà chúng ta tỉnh thức được, chúng ta từ bỏ được, thì rất là tốt đẹp, rất là thay. Còn không nữa, từ chúng ta đã tạo cho mình những cái đau khổ ở trong hiện kiếp này, cũng như đau khổ ở trong tương lai, mệt mỏi hơn nữa. Thì đó chính là những điều mà cái rượu và những cái hành động vui cười thích thú, chúng ta luôn luôn không bao giờ biết kiềm chế. Chúng ta luôn luôn tự mãn với những gì mình đang có, nhưng điều chúng ta đâu biết rằng cái cười của chúng ta đó chỉ là một sự che giấu cho cái buồn miên man của cuộc đời trầm luân. Chúng ta cười đó, nhưng chúng ta có hiểu rằng cuộc đời này luôn luôn nó phủ trùm của những niềm đau nỗi khổ, của những niềm vui nỗi buồn, mà trùng trùng điệp điệp cho một kiếp sống của nhân sinh này, cho cùng một kiếp sống của trầm luân. Chỉ là như thế thôi. Vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa của tham ái, lửa của đau khổ. Sướng cách mấy cũng vậy, khổ cách mấy cũng vậy, cũng là nhân là duyên mà tham ái đã kết tụ, kết quả của tham ái. Và chính cũng tham ái, cũng nhân của nhân tham này làm nhân cho ra quả khổ đau, hay ngay cả quả vui cũng vậy, mà nó vui ít rồi nó khổ nhiều. Và cứ như thế trầm luân sanh tử, đời này kiếp nọ cho tới đời kia. Trong cuộc sống, nếu như chúng ta hiểu kỹ một chút xíu, sự thật ra đó, mới đem một chút xíu rồi, tất cả chúng ta đã đến cái già, đã đến cái bệnh, đã đến cái chết. Mà có bao nhiêu điều vui trong cuộc đời này quý vị?
có ít lần vui, có bao lần vui. Cái điều mà có nhiều cái điều, có nhiều cái điều buồn, đây là sự thật. Nhiều cái điều buồn đó mà chính chúng ta chỉ biết hiểu và chỉ biết buồn rồi cũng tự mình giải quyết thôi, chứ không ai giải quyết cho mình được. Cuộc sống này là như vậy đó. Rồi ta phải ra đi, ta phải chết, phải từ bỏ. Nếu mà chúng ta hiểu biết được như vậy thì còn gì nữa. Nhưng ở đây chúng ta không hiểu như vậy, mà luôn luôn cười, luôn luôn trốn tránh cái gì, cái sự buồn khổ, để tìm cái gì, tìm qua cái đờn ca hát sướng hay là cái rượu chè, bài biện tiệc tùng thì chẳng qua để trốn tránh, để che giấu những cái niềm đau, những cái nỗi khổ của mình thôi. Thật cũng vậy. Ai cũng có nhiều ước mơ, ai cũng có nhiều cái sự dự tính, nhưng mình có được thuận duyên trong cái sự dự tính của mình không? Ai cũng có nhiều cái ước muốn, định đặt như thế này, định đặt như thế nọ, nhưng tất cả do cái duyên mà nó thành, nó có duyên mà nó có thể tới, chứ không phải tự chúng ta muốn là nó được. Quả thật vậy đó. Thì kính thưa quý vị, khi được, khi hiểu được như vậy thì mô Phật tất cả chúng ta sẽ có một cái hiểu biết, nó gọi là căn bản tốt đẹp. Còn nếu như không thì tất cả chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là đau khổ. Không phải người giàu, người đầy đủ điều kiện, người quyền thế mà người ta không đau khổ. Hiện hữu ở trong cuộc đời là một chuỗi dài đau khổ. Người giàu cũng khóc nữa, chứ không phải người nghèo mới khóc. Người giàu cũng quá nhiều cái khổ, người nghèo đã nhiều cái khổ, người giàu cũng nhiều cái khổ, người nghèo gặp nhiều cái sự khó chịu, bức bách, thì người giàu cũng như thế. Nhưng chẳng qua họ có tiền của thì họ sướng được cái thân hơn một chút xíu, nhưng tâm hồn này họ cũng sợ bị cái sự mất mát đi cái tiền của họ, hay là bị cướp giật, hay là bị tịch thu, bị xung công quỹ, vân vân, nhiều thứ lắm. Không có một cái chuyện bình thường được. Cho nên cái niềm đau nỗi khổ nó như là một cái kề bên con người. Mà hôm qua chúng tôi giảng á, nó có kêu giảng bài kinh kêu đại khổ quẩn. Sự xuất ly cảm thọ, cái trạng thái vui buồn gì cũng vậy, phải biết được cái vị ngọt của cảm thọ, rồi sự nguy hiểm của cảm thọ, và cuối cùng phải biết xuất ly cảm thọ. Và cái sắc pháp cũng vậy, cách dục cũng vậy, thì cũng vậy. Nếu chúng ta thọ hưởng dục, tức là chúng ta đang vui cười, chúng đang thích thú, hay khi chúng ta đang có cái gì, đang thụ hưởng, là những bà mệnh phụ này hay là những bà phụ nữ này đang nếm vị, nếm chất sai, cảm thấy thích thú, mà họ đâu có biết rằng cái dục này nó vui ít và nó khổ nhiều. Nó não hại, nó nhiệt não. Cái sự nguy hiểm của các dục đó chính là các dục này. Rồi đó, nó qua, nó vô thường. Khi các dục đó, chúng ta bận quá nhiều thứ, phải làm quá nhiều điều để đánh đổi cho một điều vui, cho một điều mong muốn của chúng ta, để cho một cuộc vui. Chúng ta phải cực khổ, chúng ta phải đổi lấy mạng sống, sức khỏe để cung phụng, để nô lệ cho
cho cái tham ái, cho cái lòng dục này. Và rồi cái lòng dục này, nó, cái sự nguy hiểm của chính nó là cái gì? Các dục này, nó sẽ đau khổ. Các dục này, khi đó đau khổ về cái gì? Về cái bệnh hoạn của thân xác, về cái hoàn cảnh nó nghịch, nó khổ làm cho chúng ta gây biết bao nhiêu là tội lỗi để thừa hưởng dục. Và cuối cùng thì Phật Ngài dạy phải xuất ly các dục, bởi vì các dục đó rồi cũng sẽ mất đi. Những gì mà chúng ta đang ăn ngon, mặc sướng, thụ hưởng đó, rồi nó cũng qua hết. Rồi cuối cùng, chúng ta phải bị cái già, cái bệnh và đến cái chết. Cái sự tàn lụi của cái sự nguy hiểm của dục, cái sự nguy hiểm của sắc pháp. Và thế là chúng ta phải xuất ly dục và xuất ly sắc pháp, và cũng như chúng ta xuất ly cảm thọ. Xuất ly cảm thọ ở đây có nghĩa rằng chúng ta không có ôm ấp, chúng ta không có giữ gìn một cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn đó nữa, mà chúng ta phải biết vượt qua. Nghe nói chỗ này thì nó hơi khó cho chúng ta nghĩ là, ủa tại sao mà mình được một điều vui mà mình phải buông bỏ? Bởi vì cái vui nào rồi nó cũng tan đi, nó cũng chấm dứt. Cuộc vui nào cũng tan, cuộc tiệc nào rồi cũng tàn, là như thế. Ngay cả cái sự hiện hữu trong kiếp sống bèo bọt mây trôi này cũng chỉ là một thời gian hạn hữu. Cuộc kiếp nhân sinh trầm luân, của kiếp luân, mà hôm nay chẳng qua chúng ta chỉ dừng lại quán trọ cuộc đời này chỉ như thế thôi. Mà Ngài Chanh Cha nó ghé lại cái nhà của cuộc đời này, chúng ta ở trong nhà cuộc đời này rồi chúng ta cũng đi, hay chúng ta nó quán trọ cuộc đời đó rồi chúng ta ghé vào đây rồi chúng ta cũng phải ra đi. Đó là sự thật. Mà cái sự ra đi này không có hứa hẹn, không có báo trước được cho ai cả. Nó sẽ khi nào? Khi đó, khi tuổi thọ chấm dứt thì bỏ lại tất cả thôi. Khi mạng sống chấm dứt, bao của tiền bỏ lại, chỉ mang theo phước đức. Phước là tài sản thật, như được tất cả chúng ta có nghĩ như vậy không, để mà chúng ta tạo các công đức thiện sự, thì đó mới là một vấn đề. Còn không, nếu như chúng ta có một suy nghĩ đúng đắn, thì cái quý vị, thì chúng ta sẽ bị, dễ bị một cái, chạy theo cái cuộc đời này, chạy theo cái lửa hồng này, rồi rốt cuộc rồi, thì chúng ta cũng sẽ khổ đau ở trong hiện kiếp này, hay là ở kiếp lai sinh, là như vậy. Và xin có đôi điều trình bày qua câu pháp cú số 146 là như vậy. Nếu có điều chi sẽ thất, kính ngưỡng mong toàn thể đại chúng quan hỷ cho. Kính chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phước Lành, Đức Trời Đức Thất Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thần chư tiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Đức, ở tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh ký linh ở tại tháp của hai chùa, mong tất cả được an lạc tấn hóa nơi cảnh giới của mình. Hướng nguyện phần công đức này đến thân bằng quý thuộc của chúng tôi, quý vị xin cho được an đạt, được tấn hóa, được vãng sanh về cảnh giới lành, và mong tất cả chúng ta luôn luôn được cái sự tỉnh thức trong cái sự tu tập của chính mình, để cuối cùng thành tựu sự an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thu ôi. Alo. Sa thu làm thầy. Dạ, kính cảm ơn thầy. Tại con thấy con cầm mic mà thấy tay giơ tay không thấy cầm mic. Kính cảm ơn Thích Truyền Hình, Thích Đảng Đông. Sa thu làm thầy. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân thượng tọa Thầy Quyền Từ Bi hoàn thể thuyết giảng từ vương ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 4, 146 đến học Phật tử chúng con, để học Phật tử chúng con
nghe, học, hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền. Và con xin được một lần nữa thay mặt đại chúng cho Rung chính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức Tăng chúc phúc cho Rung. Nam mô Phật Thà Gia. Con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ạ. Bà quả tôi sắp bà mang à lăng rạc hành tôi sắp bà đê quân ta sắp bà bùa trà nữ phá quê nà xa ra xa thị bà mang trù trê. Bà quả tôi sắp bà mang à lăng rạc hành tôi sắp bà đê quân ta sắp bà hàm mà nữ phá quê nà xa ra xa thị bà mang trù trê. Bà quả tôi sắp bà mang à lăng rạc hành tôi sắp bà đê quân ta sắp bà thăng khá nữ phá quê nà xa ra xa thị bà mang trù trê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lần thay giả thay mặt để chúng con kính tri ân đại đức. Minh Hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức Tăng để chuyển hồi chúc phúc cho đồng sau thần pháp. Bát Thanh Đa xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kệ kinh và thính pháp. Nam mô Phật Thà Gia. Ya thế và đa san ti vi ha ra wa si ni thu pe kha re po ti kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le the ra cha ma cha na va ka cha